Hướng dẫn anh em kết nối ổ cắm thông minh Hulolic SK01 với điện thoại. Đầu tiên, anh em sẽ cấp nguồn cho ổ cắm. Đèn xanh nhấp nháy là anh em sẽ mở ứng dụng Hulolic trên điện thoại. Bấm vào dấu cộng ở phía trên bên phải. Tìm xuống cái phần ổ cắm thông minh. Tìm thông minh. Bấm tiếp theo. Nhập Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi của gia đình. Bấm tiếp theo. Điện thoại sẽ chủ động tự động tìm với ổ cắm và kết nối với ổ cắm. Sau khi kết nối xong, anh em có thể sử dụng điện thoại để điều khiển ổ cắm từ xa, chỉ cần điện thoại có internet. Hoặc anh em có thể sử dụng bằng tay.